Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: tiềm năng du lịch cánh đồng hoa cúc, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm; câu lạc bộ ca trù thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên góp phần quảng bá du lịch tỉnh Hưng Yên; phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tồn tại tình trạng rác thải lấn đường. Trong một góc nhìn văn hóa có phóng sự: cần quản lý chặt chẽ học sinh đi xe máy tới trường; và Yên Mỹ với mô hình xã hội hóa camera an ninh. Kiến trúc đặc sắc của những ngôi đền thờ vua Ngô Quyền ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ sẽ có trong mục di sản Hưng Yên. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của cánh đồng hoa cúc thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Vào những tháng cuối năm, cánh đồng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm bao phủ màu vàng rực bởi những luống hoa cúc chi. Đây là loại hoa người dân địa phương trồng để làm dược liệu, hiện đang là vụ thu hoạch hoa cúc chính vụ. Vẻ đẹp mộc mạc dung dị của hoa cúc chi đã thu hút rất nhiều người ở trong và ngoài tỉnh tìm đến cánh đồng thôn Nghĩa Trai để chụp ảnh tham quan. Tuy nhiên, hoạt động tham quan đồng cúc vẫn diễn ra tự phát, chưa khai thác được tiềm năng. Ngành văn hóa và chính quyền địa phương cần chú trọng có giải pháp phát triển du lịch vào mùa hoa cúc nở vàng để vừa phát triển sản xuất nông nghiệp, vừa thu hút khách du lịch. Câu lạc bộ ca trù Đào Đặng thành phố Hưng Yên hiện có 30 thành viên, người cao tuổi nhất gần 80 tuổi, người trẻ nhất là cháu nhỏ 5 đến 6 tuổi. Có gia đình, cả nhà đều tham gia vào câu lạc bộ. Sự ra đời của câu lạc bộ là tâm huyết của ca nương Đỗ Thị Thanh Nhàn ở làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Đây cũng là quê hương của danh nhân ca nương Đào Thị Huệ. Đều đặn mỗi tuần, câu lạc bộ lại tổ chức sinh hoạt và truyền dạy ca trù cho mọi người tại đền Đào Đặng. Từ khi thành lập câu lạc bộ đã đạt được nhiều giải thưởng tại các liên hoan ca trù toàn quốc, thường xuyên tổ chức sinh hoạt tại đền. Đó là sự lao động thầm lặng đóng góp cho sự hồi sinh, phát triển, bảo tồn di sản ca trù Đào Đặng nổi tiếng một thời. Năm 2020, câu lạc bộ đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước về thưởng thức loại hình âm nhạc Bác học này. Nhiều năm qua, con đường ra đồng chạy qua nghĩa trang của thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ luôn trong tình trạng lầy lội, bùn đất mỗi khi trời mưa, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Vừa qua, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, thôn đã đứng lên kêu gọi nhân dân cũng như những người con quê hương đang làm ăn xa góp tiền để đổ trên 500 mét đường bê tông ra đồng. Ngoài ra, do thôn trước đây chưa có nhà tang lễ phục vụ cho công việc tang ma nên thôn cũng đã xây dựng nhà tang lễ với diện tích trên 40 m², tổng kinh phí xã hội hóa xây dựng lên tới trên 1 tỷ đồng. Thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ hiện có trên 200 hộ dân sinh sống và làm việc. Nhằm từng bước nâng cao đời sống văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hiệp đã xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Lão với tổng số tiền là gần 8 tỷ đồng. Ngoài cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị cũng được đầu tư như đèn điện chiếu sáng, quạt trần, bàn ghế, dàn thu âm thanh. Đến nay đã hoàn thiện được 90% khối lượng công việc. Việc xây dựng nhà văn hóa thôn đã giúp người dân có nơi sinh hoạt, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao cũng có điều kiện phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân tại đây. Câu lạc bộ văn nghệ xã Tân Tiến, huyện Văn Giang thành lập hơn 10 năm nay đã có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ tích cực tại địa phương, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với công chúng. Câu lạc bộ hiện có trên 20 thành viên và đầy đủ nhạc công để biểu diễn. Mỗi tháng câu lạc bộ sinh hoạt một lần, vào những dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm của địa phương, câu lạc bộ sẽ sinh hoạt nhiều hơn, cùng nhau tập luyện các tiết mục. Loại hình nghệ thuật chính được câu lạc bộ biểu diễn là hát chèo, nhất là các điệu chèo cổ. Bên cạnh đó là những bài hát chào mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới. Mặc dù phường Bần Yên Nhân và giao thông môi trường thị xã Mỹ Hào vừa ra quân dẹp bỏ các bãi rác tồn đọng dưới lòng đường, tuy nhiên trên đường Vũ Văn Cẩn thời gian gần đây lại tái hình thành một bãi rác gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị. Được biết, rác thải được người dân đổ trộm ra khu vực này dần dần thành một đống rác lấn ra cả lòng đường. Trong khi đó, phường Bần Yên Nhân chưa có giải pháp triệt để trong việc ngăn chặn người dân xả rác bừa bãi. Thị xã Mỹ Hào đang xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Thế nhưng, những điểm rác tồn đọng như thế này đang làm xấu đi hình ảnh của các tuyến đường nói riêng và bộ mặt đô thị nói chung. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có một bộ phận không nhỏ học sinh đi xe máy tới trường vi phạm luật giao thông. Trong khi đó, nhà trường và phụ huynh quản lý chưa chặt chẽ vấn đề này, dẫn đến những nguy hiểm tiềm ẩn khi các em tham gia giao thông. Mặt khác, để lại hình ảnh không đẹp trong học đường. Giờ tan học tại trường Trung học phổ thông Trưng Vương, huyện Văn Lâm, có nhiều học sinh đi xe máy trên 50 phân khối, dù chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Hầu hết trong số này không đội mũ bảo hiểm, thậm chí có em còn đi với tốc độ nhanh trong khu vực đông dân cư.
kể cả cấp 2, cấp 3 là đều có đi cả. Tuổi này bây giờ chưa đến tuổi đi thì quá nguy hiểm. Thứ nhất là không gây tai nạn cho chính bản thân mà còn gây cho người khác nữa. Nhà trường đã cấm học sinh không được đi xe máy trên 50 phân khối tới trường. Thế nhưng một bộ phận học sinh lại không thực hiện theo. Các em gửi xe tại quán ngoài cổng trường, sau đó vô tư điều khiển xe máy bất chấp quy định nhà trường đề ra. Cháu gửi ngoài cho tiện. Thế sao này không đủ nguy hiểm? Cháu có đấy. Trên quốc lộ 5, quốc lộ 39, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đi xe máy vi phạm luật giao thông. Phổ biến nhất là lỗi không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2, hàng 3, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ. Những hành vi này cần phải được nhà trường và phụ huynh chấn chỉnh. Nhà trường tiếp tục thông báo tới phụ huynh học sinh, nếu như phát hiện tình trạng nào học sinh mà cố tình đi xe máy mà không theo đúng quy định đến trường, thì mời phụ huynh học sinh đón con em mình tại trường học và đưa con em mình ra về. Học sinh điều khiển xe máy điện, không tuân thủ luật giao thông, không những thể hiện sự thiếu ý thức và thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của một bộ phận học sinh hiện nay, mà còn gây nguy hiểm cho chính các em và người đi đường. Xe dung tích dưới 50 phân khối thì có thể là đạt tới vận tốc 6-70. Và học sinh, sinh viên thì nhiều khi là đi là ý thức rất là chủ quan, không giữ được cái tốc độ an toàn của phương tiện. Hai nữa là còn tham gia thì nhiều khi là chuyển hướng, là không có tín hiệu, đấy đột ngột sang đường và đi hàng đôi, hàng ba, gây nguy hiểm. Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện đến trường của con em mình, không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi. Các nhà trường có biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền hiệu quả hơn về luật an toàn giao thông, song song với đó là xử lý nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm. Huyện Yên Mỹ là địa bàn trọng điểm năng động về phát triển kinh tế, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự cũng khá phức tạp. Và để khắc phục tình trạng này, Công an huyện đã triển khai mô hình xã hội hóa camera an ninh đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Sau 5 năm, mô hình này đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn nếp sống văn hóa tại địa phương. Đây là khu vực bãi rác thuộc địa phận xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Vì ở giữa cánh đồng lại vắng người qua lại, nên những đối tượng nghiện ngập thường xuyên tụ tập tại đây, gây mất an ninh trật tự. Nhưng từ khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt, thì tình trạng này gần như không còn xảy ra. Nhưng từ khi mà được vận động tuyên truyền xã hội hóa về camera thì người dân đã lắp đặt những cái mắt camera quan sát ở đây, thì tôi thấy là tình hình an ninh trật tự ở trên quãng đường này nó rất là tốt. Trước kia thì người dân di chuyển, đặc biệt là chị em phụ nữ về đi làm về K3 ấy, thì rất là lo lắng khi đi trên quãng đường này vì là thường xuyên bị xảy ra cướp giật. Đó, nhưng mà từ khi mà lắp các cái mắt camera bảo vệ này thì là những cái hiện tượng đó là gần như không xảy ra nữa. Trục đường 34 thuộc địa phận xã Nghĩa Hiệp phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh, dân cư tập trung đông đúc. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự ở đây cũng khá phức tạp. Sau khi được tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã, người dân đều đã tự giác lắp đặt camera an ninh với tổng số trên 60 mắt. Chúng tôi đều đã lắp đặt hết camera này thì là nó cũng ổn định hơn. Thì nhà tôi bây giờ là lắp 2 mắt. Toàn huyện Yên Mỹ đã lắp đặt được khoảng 1.600 hệ thống với trên 6.500 mắt camera, có phần điều tra làm rõ 70 vụ việc, trong đó có 19 vụ trộm cắp tài sản, 12 vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, 2 vụ về môi trường và một số vụ gây thương tích. Điển hình như vụ trộm cắp điện thoại di động tại thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đeo khẩu trang, găng tay đã đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 38 điện thoại các loại, 13 chiếc iPad với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Qua rà soát camera an ninh và truy tìm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Yên Mỹ đã khám phá thành công vụ trộm và khởi tố 4 đối tượng là Nguyễn Quang Thiện, sinh năm 1989, Hoàng Trung Bính, sinh năm 1990, Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1972, đều ở Thanh Trì, Hà Nội, và Vũ Trọng Thắng, sinh năm 1987, ở xã Trương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Mô hình đã phát huy được tác dụng và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Hình ảnh, tư liệu từ các camera mà trích xuất được hỗ trợ cho lực lượng công an kịp thời điều tra giải quyết và giải quyết nhanh các vụ án hình sự ở trên địa bàn. Để mở rộng triển khai để lắp đặt xã hội hóa rộng hơn nữa thì cũng cần có sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục vận động người dân lắp đặt thêm nhiều mắt camera hơn nữa.
quý vị, huyện Tiên Lữ thì có tới 3 di tích đều thờ vua Ngô Quyền, vị vua nổi tiếng với chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, đó là đền Dị Chế, đền Nghĩa Chế ở xã Dị Chế và đền Vương ở thị trấn Vương. Trong đó thì hai điểm phụng thờ ở xã Dị Chế là đền Nghĩa Chế và đền Dị Chế hay còn gọi là đền Già đều đã được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Và trong mục di sản văn hóa ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá những nét đặc sắc về kiến trúc của hai ngôi đền này. Đền Nghĩa Chế thờ vua Ngô Quyền cùng gia thất của ông là Ngô Xương Văn, Ngô Xương Nhập và chính phi Dương Thị Như Ngọc. Theo tương truyền, nơi đây là vùng đất cao giáo để tập kết gỗ, vót cọc chống giặc trên sông Bạch Đằng và luyện tập binh sĩ. Sau này, nhân dân nơi đây đã lập đền thờ vua Ngô Quyền và gia thất nhà họ Ngô. Đền Nghĩa Chế hiện nay được trùng tu tôn tạo vào năm Bảo Đại năm 1928, có kết cấu kiến trúc hình chữ đinh gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, kiến trúc kiểu trồng giường đấu sen. Trải qua thời gian, di tích vẫn giữ được vẻ cổ kính. Ngôi đền này có lịch sử rất là lâu đời và dân làng tôi coi đây là một trong những cái đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là cho các vị anh hùng dân tộc. Cho nên hàng năm là có những ngày tết đôi nghi lễ như sau, tức là đêm giao thừa ra cúng tiễn các cái ôn dịch năm cũ qua đi và chuẩn bị đón năm mới. Mùng 6 tháng giêng là đón xuân và bắt đầu tết chính 15 và 16 tháng 2. Dân làng tập trung vào đây để tế lễ tưởng nhớ công ơn vĩ đại của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Lễ vào hè, tức là mùng 6 tháng 4, ngày rằm tháng 8 thì là cũng như mọi khi là bắt đầu chuẩn bị cầu phúc cho vụ mùa bội thu. Cái tiết đô cuối cùng vào ngày 26 tháng 12 âm lịch là tiết đô để các cụ tôi ra đây sang sửa lại tất cả các thứ cảnh quan môi trường làm sao cho nó đến ra xanh sạch đẹp và đồng thời cho nó nghiêm trang để chuẩn bị đón giao thừa sang năm mới. Đây là những tiết đồ nghi lễ chính. Toàn dân từ nam phụ lão ấu già trẻ đã ra tại đền làng tề tựu lại đây để tưởng nhớ ôn lại công đức vĩ đại của vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, thì là chúng tôi vẫn cứ lưu giữ được hàng năm như vậy. Cách đền Nghĩa Chế khoảng gần 1 km là đền Dị Chế, hay còn gọi là đền Già hay miếu Già, cũng là nơi thờ đức vua Ngô Quyền. Đền được khởi dựng từ sớm qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn, kết cấu kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đinh. Tiền tế gồm 5 gian, kiến trúc kiểu con trồng đấu sen, được bào trơn đóng bén. Tại đền hiện còn lưu giữ được một quyển thần tích, 4 đạo sắc phong thời Nguyễn, bát hương đồng, đỉnh đồng, một cuốn thư, một bức châm, 6 ngày thờ. Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao của nhà ngài, thì địa phương có tổ chức lễ hội là ngày 16 tháng 2 là chính ngày mất của nhà ngài. Tất cả các miếu các giáp ở trong địa phương tổ chức giã bánh dày chè nam, rước bánh dày chè nam ra đền để cúng đức vua, để tưởng nhớ đến cái công lao của nhà vua và cũng như là tượng trưng cho trước khi đức vua về đây đóng quân ở đây là tập trung quân này, rồi là lương thực thực phẩm để hành quân ra ngoài Bạch Đằng, thì những cái bánh dày chè nam để làm lương khô để cho nghĩa quân ra đấy là có lương thực để đánh quân, để tưởng nhớ đến cái ngày ấy là ngày linh thiêng và ngày mất của đức vua. Thì năm nào là địa phương cũng tổ chức rất long trọng, địa phương rất là quan tâm chú trọng cái việc tôn tạo nâng cấp những cái hạng mục và xuống cấp, cũng như là báo cáo với tất cả các cơ quan có thẩm quyền về cái việc xuống cấp của di tích để đảm bảo tu sửa kịp thời. Về cái công tác bảo vệ thì địa phương đã cử những người mà có tâm huyết đối với cái việc của đền để ra trông giữ. Bên cạnh đó thì có những cái biện pháp có lắp hệ thống camera an ninh để 24/24 luôn luôn để cái việc mà đảm bảo giữ gìn về cái cổ vật cũng như an ninh trật tự ở trong khuôn viên cũng như ngoài khuôn viên của đền được đảm bảo. Phân công nhiệm vụ cho lực lượng công an xã thường xuyên kiểm tra trong cái việc mà đồ thờ tự ở trong đền. Với giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, đền Nghĩa Chế và đền Dị Chế luôn là điểm đến linh thiêng của những thế hệ người con xã Dị Chế. Vào tháng 2 âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của đức vua Ngô Quyền. Đặc sắc nhất trong lễ hội là rước thánh từ đền Nghĩa Chế về đền Dị Chế
để khai mạc lễ hội. Tới đây, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.